Dạ vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Kawat. Hôm nay bên em về được một chiếc Zenith El Firmino. Cái bản này là bản size 40mm, một size nó khá là vừa vặn, rất là đẹp. Bản này chúng ta sẽ có kim cọc và các cái chi tiết ô cửa sổ lịch, sorry anh em, ô cửa sổ lộ tim thì đều được làm bằng vàng hồng 18K này, rất là đẹp. Đấy, em này chúng ta sẽ trang bị là khóa đôi. Và chiếc này em về tình trạng là full box anh em nhé, full box hộp sổ thẻ. Đấy, thì hộp sổ thẻ của em về sau thì em đang lên trước cái đồng hồ cho anh em. Đấy, khi mà anh em quan tâm em sẽ gửi đầy đủ hết cái thông tin hình ảnh full box của nó cho anh em xem nhé. Đấy, chiếc này nó rất là đẹp, đây em sẽ zoom lên một chút nữa để anh em cùng xem kỹ em này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái phiên bản lộ tim như thế này. Phải nói là cái dòng El Firmino này người ta làm, hãng người ta làm lộ tim rất là đẹp. Anh em nhìn thấy này, thực sự là nó phô diện được những cái gì mà tinh túy nhất của cái cỗ máy này ra. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ luôn là con ngựa và cái bánh xe gai nó đang hoạt động, nó rất là nhanh. Đấy, anh em nhìn thấy này, gần như liên tục. Đấy, thì với cái tần số động 2 bit cao lên đến 36.000 thì nó sẽ giúp cho cái kim dây của chúng ta nó trôi cực kỳ là mượt mà. Đấy, thực sự là những cái chuyển động rất là mượt mà luôn. Các con ốc thì chúng ta sẽ dùng nung xanh này, tạo nên cái điểm nhấn cho chiếc đồng hồ cũng rất là đẹp. Mặt đeo trắng thì nó sẽ rất là dễ để lên tay. Kim cọc vàng hồng thì nó cực kỳ là nổi bật rồi. Đấy, mặt trắng mà kết hợp với kim cọc vàng hồng thì nó thực sự là nó rất là hợp. Đấy, khóa đôi thì rất là tiện nha. Đấy, mặt sau thì chúng ta sẽ trang bị cỗ máy Clave 4613, một cỗ máy tần số động cao lên đến 36.000 VBH. Và cỗ máy này thì chúng ta sẽ được trang bị, để em xem là bao nhiêu chân kính nào. Chân kính thì hãng người ta sẽ làm, sẽ ghi luôn ở dưới nha anh em. Nightingale. Chiếc này là 39 chân kính em nhé, rất là nhiều. 39 chân kính, tần số động sẽ là 36.000 VBH và tích cót là 50 giờ. Cỗ máy chạy đạt chuẩn cho nó master, chạy cực kỳ chính xác với bền bỉ. Máy của nhà Zenith thì phải nói là nó là một cái thứ gì đấy nó rất là cao cấp. Đấy, bởi vì tiền thân của hãng Zenith là từ cái thương hiệu chuyên sản xuất, chuyên cung cấp máy cho các cái thương hiệu lớn. Đấy, cho nên là thực sự là anh em yên tâm, hoàn toàn yên tâm về cỗ máy của Zenith. Ở mặt sau chúng ta sẽ có đầy đủ hết các chuyện khác thông tin của em này, ví dụ như dòng El Firmino, mã sản phẩm này, seri em nó này, mức trong nước là 100m này. Đấy, dây thì em này bên em đã lên một bộ dây handbed cũng rất là xịn rồi anh em nhé. Còn lại thì đồng hồ và khóa, tất cả các linh kiện bên trong máy móc thì đều là zin nguyên bản hết 100%. Đấy, núm em này sử dụng núm skill down thì anh em sử dụng nước nôi gần như là thoải mái rồi, không phải lo nghĩ một cái vấn đề gì cả. Đấy, toàn bộ thân vỏ chúng ta sẽ được đánh bóng rất là sáng và rất là tỉ mỉ. Những cái bản thép như này thì anh em đeo xài yên tâm. Đây. Đây, mình đeo xài một thời gian nó xước xác thì ở lại đi spa lại, đánh bóng qua một cái thì nó lại như mới thôi. Rất là đơn giản. Đây, em sẽ trên tay để cho anh em cùng ngắm thử chiếc này nhé. Với cái size 40 này thì nó sẽ rất là dễ để lên tay. Anh em tay cứ từ 15.5 trở lên là có thể cân đẹp được chiếc này rồi nha. Đấy, tay em là tay xấp xỉ 16, anh em sẽ nhìn sẽ cân đối được. Đấy. Đấy, với tay em thì rất là vừa vặn. Đấy, rất là ok. Chiếc này thì bên em đang giao lưu với một mức giá cũng rất là tốt anh em nhé, chỉ với 76 triệu thôi. Và đồng hồ là cam kết chính hãng, zin nguyên bản, bảo hành 5 năm, full box hộp sổ thẻ, độ mới còn rất là cao. Và mọi chức năng đều hoạt động rất là tốt, chuẩn chỉ, không một lỗi lầm gì cả. Đấy, đồng hồ đang có sẵn tại cửa hàng, địa chỉ là 45 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Anh em ở gần có thể qua lên tay ướm thử trực tiếp nhé. Ngoài mẫu này ra, bên em còn rất là nhiều mẫu khác đến từ các thương hiệu, ví dụ Longines, Omega, Zenith, Rolex và các cái dòng khác nữa. Nói chung là anh em quan tâm chiếc nào cứ gọi cho em hoặc inbox Zalo cho em nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.